Hello hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ha. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ lên cho anh em một quả clean mới, clean update Acer X nha anh em. Được chưa? Thứ nhất là khi các bạn dùng cái clean này này đó, thì nó sẽ có thêm một cái tính năng hỗ trợ bay cho anh em nữa, rất là ngon ở cái phần chỉnh ở đây anh em nhá. Cái thứ hai thì khi các bạn cài cái bản này, nó sẽ yêu cầu key, đúng không? Key thì anh em đừng quá lo lắng, nhìn ngay dưới phần bình luận video này sẽ có một cái đường link là cách get key siêu nhanh của cái Acer X này. Anh em nào mà chưa biết get key Acer X ấy thì nên xem qua đó video đó một chút để biết cách get key Acer X nhá. Ở đây nó có cái biểu tượng đây như này, Acer X này. Đó, anh em nhìn giao diện rất đẹp luôn, Acer X neo. Ok. Đó, và cái thứ hai thì mình thấy là dùng Acer X này thì nó về cái độ mượt của nó thì cũng được luôn anh em nhá. Nhiều anh em bảo mình là làm bản like Acer X đi, nhưng thực sự là mình cũng rất là muốn làm. Nhưng mà sao ạ? Khi mình thử thay đổi cho file fix lag vào trong Acer X ấy thì chúng ta chỉ cần đăng nhập cái thôi là nó cũng bị kiểu như là văng game ra. Và cái Acer X này thì khi các bạn cài đặt vào ấy, anh em sẽ bị đen màn hình một chút. Thì các bạn chờ cho mình đúng một phút nhé, chứ không phải là do nó không lock mà đâu. Anh em đợi đúng một phút. Và cái thứ hai thì bây giờ hiện tại như game bây giờ là các bạn nếu là cài thêm cho mình cái Infinity 111111 này, được chưa? Cũng có clip cách fix lỗi mất kết nối rồi lock luôn cho anh em, để anh em để biết cách vào vã cho mình bình thường. Ngày hôm nay thì đây, mình sẽ test thử cho các bạn xem cái bản này nó chạy clip ngon không nhé. Thì anh em chuyển bấm vào cái hình này đây này. À, chờ lâu một chút, đây cái hình cuối cùng này này. Sau đó bắt đầu các bạn bấm vào đây. Anh em dán cho mình script menu hôm nay vào đây như thế này. Sau đó cuối cùng các bạn bấm chữ execute ở đây cho mình. Bấm, nó hỏi như này để anh em chọn yes cho mình một phát. Đó. Và đợi một chút để nó chạy script menu thôi. Đó, Acer X. Đấy, 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 đấy. Ây da, bản hack gì mà có cả nước rồi. Z Azure Hub nha anh em. Bản này tên là Z Azure Hub. Check game này. Đó, bản này xem chừng nó sẽ khá nhiều tính năng đây. Anh em có thể sử dụng bản này nhá. Link tải về của script menu này. Link tải đây. Mình sẽ bấm vào block root trái này. Đấy, đây. Đây chính là giao diện của cái bản này anh em nhé. Loạt chức năng này. Đây block trái này. Ok. Copy never mind đi. Tắt cái never mind này đi. Đó. Block trái. Bấm vào đây là để gọi cái này lên. Sau đó em vuốt cái này xuống là hết à. À đây. X ở đây. Rồi. Đây chính là giao diện của cái này này. Đây. Cái này là ấy của nó anh em nhé. Bấm vào. Thì đây chính là cái bản block trái này. Đó. Đầy đủ cho anh em các tính năng. Tao mới lớp 6 thôi. Huy đẹp sai. À bản này người Việt làm nha anh em. Có tội là lại có tiếng Anh, thế mới đẻo. Việt này là Việt gì đây? Việt này là Việt Việt chưa exit rồi. Tác động vật lý này, auto haki, auto click này, được chưa? Farm viết ở đây đầy đủ hết cho anh em. Tab main auto farm. Đó. Farm độ thông thạo, farm xương. Tab mic ở đây là gì đây? Mic là có farm nhà máy, farm ken haki, auto ken, farm chat, farm dương này. Đó, farm bounty này. Ơ, auto farm bounty tính năng premium.